Đây là bộ phim đáng xem nhất năm 2023. Bộ phim này không chỉ quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng, mà nội dung cũng vô cùng đặc sắc. Sau đây là review bộ phim The Rig đầy kịch tính của Amazon. Câu chuyện diễn ra trên một giàn khoan dầu ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Scotland. Tên của giàn khoan là Kinloch Khu B. Đáng lẽ hôm nay là ngày các thuyền viên trở về đất liền, nhưng Magnus lại đột nhiên gọi mọi người đến họp gấp. Vậy là ngày trở về nhà của mọi người đã bị kéo dài. Nguyên nhân là do giàn Kinloch Khu K phía bắc bị mất điện rồi. Vì vậy, máy bay trực thăng cần sơ tán thuyền viên ở đó trước, sau đó đón họ về nhà. Hutton sau khi nghe liền mất bình tĩnh, không nể mặt Magnus nói: "Phải đợi bao lâu đây?" Magnus nói vẫn chưa xác định rõ được ngày trở về, nhưng điều duy nhất họ có thể làm là kiên nhẫn chờ, sau đó làm công việc họ phải làm. Nhưng vừa ngắt lời, hệ thống điện của giàn khoan liền xảy ra sự cố. Magnus nói đây không phải diễn tập, vậy nên Magnus yêu cầu mọi người tập hợp tại điểm tập trung. Thuyền viên rất nhanh đã đến điểm tập trung, lúc đó giàn khoan cũng đã phải kích hoạt các hệ thống điện dự phòng. Nhưng Onwin khi đi trên cầu nối hai giàn